Khánh Ly, Trịnh Công Sơn, Lưu Kim Cương, làm rõ hơn về mối tình tay ba, có những sự thật không thể chối cãi. Chắc hẳn những người từng sống trong giai đoạn trước năm 75, những người yêu dòng nhạc Trịnh, những người si mê giọng hát độc lạ của danh ca Khánh Ly, hay những thân hữu của ông chuẩn tướng Lưu Kim Cương đều không ít lần được nghe về cuộc tình tay ba đầy ngang trái. Dù chuyện đời tư là vấn đề chẳng mấy hay ho để khai thác, nhưng lịch sử thì luôn được tạo nên bởi sự thật. Muốn có một cái nhìn chính xác và khách quan nhất thì độc giả phải tôn trọng sự thật, nên một số thông tin mật được cung cấp dưới đây sẽ làm thay đổi góc nhìn của mình. Khán thính giả nên cân nhắc trước khi xem. Tiểu sử của Khánh Ly thì không cần phải kể lại nữa. Năm 1962, cô bắt đầu bước vào sự nghiệp ca hát của mình bằng những đêm diễn tại phòng trà Anh Vũ trên đường Bùi Viện. Lúc này cô đang mang bầu 6 tháng, vẫn phải đi hát để có tiền thăm nuôi người tình đang ở tù vì tội đào ngũ. Chính ở nơi đây, cô gặp Lưu Kim Cương, lúc này vẫn chỉ là một trung úy không quân, đang say sưa nghe cô hát. Lưu Kim Cương sinh năm 1933, trong một gia đình thương nhân khá giả tại Hà Nội. Năm 1951, ông tốt nghiệp trung học chương trình Pháp tại Hà Nội với văn bằng tú tài bán phần. Năm 1952, ông bị quân đội chế độ cũ bắt đi lính và cử đi du học tại Pháp, rồi trở về phục vụ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa vào cuối năm 1955. Tuy mang hàm trung úy nhưng thực sự ông Cương không hề thích cuộc sống nhà binh một chút nào, mang trong mình dòng máu nghệ sĩ, nên ông luôn có cái nhìn ưu ái với những người đam mê nghệ thuật giống như ông. Sau đêm diễn Định Mệnh đó, Khánh Ly và người anh ruột của cô được trung úy Cương chở đi trên ô tô chạy vòng về Sài Gòn nghêu ngao hát lại Anh đến thăm em một chiều mưa. Ông còn dành tặng cho ca sĩ một lời khuyên rất nghệ sĩ, Mai, tên thật của Khánh Ly, chọn bài có gu lắm, cứ như thế, và anh cũng muốn em giữ mãi nụ cười. Anh thích thấy em cười vì nụ cười đó sẽ mở cho em tất cả những cánh cửa. Cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai người chỉ giản dị như vậy thôi. Ở thời điểm đó, trung úy Cương đơn thuần chỉ coi Khánh Ly như một người em không hơn không kém. Sau đó, thỉnh thoảng, ông vẫn thường ghé qua để nghe Khánh Ly hát, mối thân tình trở nên gắn bó hơn. Ngày cô sinh đứa con đầu lòng, ông Cương còn gửi tặng cô 1.500 đồng để mua đồ cho con. Ông không bao giờ biết, cô đã dùng số tiền đó để thăm nuôi cho Minh, người sau này trở thành chồng của cô. Sau khi lên xe hoa khi vừa mới 17 tuổi, cô theo gia đình nhà chồng lên Đà Lạt sinh sống. Lúc này Khánh Ly vẫn chỉ là một nàng ca sĩ vô danh, cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc. Khánh Ly vẫn thường tới lui những vũ trường trên Đà Lạt để theo đuổi đam mê ca hát. Năm sau, Khánh Ly lại có thêm một đứa con trai. Cô uất ức khi có người trong nhà bảo, thằng nhỏ trông giống ông Lưu Kim Cương, dù mối quan hệ của hai người hoàn toàn trong sáng. Thế nên, dù nhiều lần ông Cương khuyên cô về Sài Gòn nhưng cô đều từ chối. Năm 1965, Trịnh Công Sơn lần đầu tiên gặp Khánh Ly tại một phòng trà ở Đà Lạt. Vị nhạc sĩ tài hoa cũng 5 lần 7 lượt ngỏ lời mời Khánh Ly về Sài Gòn, nhưng bà từ chối vì em ở Đà Lạt yên ổn rồi, làm đủ tiền để sống và chỉ muốn như thế thôi, không muốn nhiều tiền hơn và cũng không nghĩ sẽ được ai biết đến. Thế nhưng vào một buổi chiều năm 1967, khi đang dạo bước trên đường Nguyễn Huệ thì tình cờ cô gặp lại nhạc sĩ và được ông mời đi hát tại sân cỏ của trường Văn Khoa. Đó chính là buổi diễn Định Mệnh, nơi Khánh Ly ghi dấu với những tình ca bất hủ của Trịnh Công Sơn, được ông đứng đệm đàn phía sau, tạc nên tượng đài về nữ hoàng chân đất in sâu trong lòng công chúng. Trịnh Công Sơn và Lưu Kim Cương là một đôi bạn thân. Nhờ Lưu Kim Cương mà Trịnh Công Sơn đã trốn không bị bắt đi lính, phục vụ cho những cuộc phản kháng vô nghĩa của chế độ Sài Gòn. Cả hai đều mê giọng hát của Khánh Ly. Trịnh Công Sơn và Khánh Ly thường tham gia hát trong câu lạc bộ Mây Bốn Phương do Lưu Kim Cương thành lập. Giữa hai người trái lập nhau, một người thì to lớn, cường tráng, một người thì mỏng manh ốm yếu, nhờ nghệ thuật mà gắn bó với nhau. Thế nhưng trong một trận đánh vào năm 1968, đại tá Lưu Kim Cương đã nằm xuống. Theo như một người từng tham gia trận đánh cho biết, ông trúng phải đạn từ một chiếc trực thăng xạ kích. Tòa đại sứ Hoa Kỳ cũng lên tiếng công nhận đó là trực thăng Mỹ và họ bắn lầm khi nhận được yêu cầu yểm trợ. Nhưng nhiều nguồn tin cho rằng đó là một mưu đồ chính trị nhằm xóa bỏ những tay chân thân cận của tướng Kỳ. Lại nói về chuyện tình giữa ba người, trong tài liệu điều tra của Bộ Thông tin Sài Gòn, mối quan hệ đó cũng được do thám phân tích khá kỹ. Thông tin được nhân viên của Bộ Thông tin thu thập khi khai thác qua khía cạnh tình cảm và liên hệ bạn bè, trong những bữa ăn thân mật, chén rượu mặn nồng, những đêm trò chuyện tâm đầu ý hiệp, Trịnh Công Sơn đã chót để lộ ra. Phiếu trình nói trên viết như sau: khi cha Sơn mất sớm, mẹ Sơn làm ăn buôn bán thất bại, phần không có phương tiện ăn học, phần bị bệnh sau một tai nạn. Sơn buồn bã, chán nản và đã vào Sài Gòn. Rồi từ câu chuyện thương hại nữ ca sĩ Thanh Thúy, nhận thấy khả năng ứng khẩu thành thơ, từ đó Sơn đã mạnh dạn bước vào con đường khảo nhạc. Ngoại cảnh đã làm xúc động cuộc sống của Sơn, thế nên từ những nhạc phẩm tầm thường, Sơn đã mục kích những cảnh tượng của chiến tranh và sáng tác thêm những nhạc phẩm mà hầu hết nội dung đã nói lên thảm trạng đó. Sơn chán ghét cảnh chiến tranh tàn sát lẫn nhau, không chấp nhận một cuộc chiến giữa những người cùng một màu da. Cũng vì vậy, theo lời tiết lộ của Sơn, khi Sơn gặp Khánh Ly, một người con gái đang tuổi đôi mươi mà đã sớm gặp cảnh éo le, Ly lấy một thanh niên lính không quân, được hai con thì mối tình kia bị giang dở, và sau đó Ly lại thầm yêu một sĩ quan không quân đó là Trung tá Lưu Kim Cương.
Nhưng chẳng được bao lâu thì mối tình này cũng bất hạnh vì người đàn ông đã từ trận. Sơn có cơ hội quen Cương, rồi đến quen Tướng Kỳ, Tướng Loan để hàng đêm Ly đưa Sơn vào câu lạc bộ không quân Huỳnh Hữu Bạc hát cho các vị này nghe. Vậy nên không hề có chuyện mối tình tay ba xảy ra, cũng không hề có những trận đòn ghen nào mà ông Cương đổ lên đầu ông Sơn như báo chí từng viết. Vì sau khi ông Cương ra đi, Trịnh Công Sơn còn viết tặng riêng ông một bài hát mang tên Hát cho một người nằm xuống. Lời bài hát không phải là lời tri ân dành cho một người lính, chỉ đơn giản là sự tiếc thương của một người bạn thân, cũng không quên gửi vào lời bài hát khát khao hòa bình qua câu từ anh nằm xuống cho hận thù vào lãng quên. Nếu thực sự có một cuộc đấu đá ngầm giữa hai người, thì Trịnh Công Sơn sẽ mãi không thể nào là đối thủ của viên đại tá có tiếng của chế độ Việt Nam Cộng Hòa lúc đó. Khánh Ly không phải là típ người mà các tướng tá chế độ cũ để ý. Gương mặt đẹp, thân hình cao, nước da trắng, thần thái sang trọng. Dù sau này cả Khánh Ly và Trịnh Công Sơn vẫn gắn bó với nhau một thời gian dài, đã có những kỷ niệm từng trải báo ngủ chung thời còn hát cho sinh viên nghe, nhưng chưa bao giờ họ lên tiếng khẳng định về một mối quan hệ yêu đương. Không có ai phủ nhận vai trò quan trọng của tiếng hát Khánh Ly trong sự diễn đạt những bản tình ca của Trịnh Công Sơn. Tiếng hát, giọng hát và cách hát của Khánh Ly hoàn toàn ăn khớp với những bài tình ca đó, vừa đủ gợi cảm, vừa đủ buồn mà vẫn không sướt mướt. Giọng hát Khánh Ly liên tục trong tiếng hát, các câu chữ cuốn theo nhau, không ngừng nghỉ, cuồn cuộn như một dòng chảy. Thần lực trong giọng hát Khánh Ly đã cho cô hát rõ mọi nỗi niềm mà Trịnh Công Sơn gửi vào từng nốt, từng chữ ở ca khúc. Bởi vậy, ai cũng nghĩ giữa Khánh Ly và Trịnh Công Sơn phải có thứ tình cảm đặc biệt gì đó. Nhưng chúng ta phải công nhận một điều rằng, họ không phải là gu của nhau. Trịnh Công Sơn thì yêu cái đẹp, còn Khánh Ly lại mong muốn về một người đàn ông đầy cá tính. Nhiều thập niên trôi qua, công chúng vẫn luôn thắc mắc về mối quan hệ giữa Trịnh Công Sơn và Khánh Ly. Liệu có chăng là tình yêu hay là chỉ là cặp đôi tri kỷ trong âm nhạc? Khánh Ly chưa bao giờ nói yêu Trịnh Công Sơn, nhưng trong quá khứ bà cũng từng chia sẻ một tuyên bố đầy ẩn ý. Tôi yêu Huế, bởi từ Huế tôi mới biết thế nào là tình yêu. Trong một lần được hỏi trực tiếp về tình yêu với Trịnh Công Sơn, Khánh Ly nói, đến giờ, nhiều người vẫn hỏi tôi và Trịnh Công Sơn có nảy sinh tình cảm nam nữ hay không. Tôi không thể trả lời được, vì nếu đã tin thì không hỏi mà đã hỏi thì chắc chắn là không tin, nên tôi có trả lời thế nào thì cũng vô nghĩa. Trịnh Công Sơn là người ban ơn cho tôi mà, ơn của ông không thua kém gì ơn đấng sinh thành. Cha mẹ tôi ban cho tôi hình hài, nhưng ông Sơn mới là người nuôi sống tôi, cho tôi mọi thứ. Nếu gọi đó là tình bạn, thì tôi hơi hỗn với Trịnh Công Sơn. Tôi không xứng đáng được là bạn của ông Sơn. Ông Sơn như một người cha, một người anh đối với tôi. Có thể thấy, Khánh Ly đã chọn một vị trí ở bên cạnh Trịnh Công Sơn, một tri âm trong nghệ thuật, một người con gái, một người học trò, một người em rất thân. Nhưng chắc hẳn không phải là tình yêu nam nữ đơn thuần. Có những tình cảm đặc biệt hơn cả tình yêu, tạo nên những khoảnh khắc vô cùng đẹp đẽ mà Trịnh Công Sơn và Khánh Ly chính là minh chứng. Cảm ơn các khán thính giả đã theo dõi hết toàn bộ video. Mong rằng nội dung vừa rồi đã cho mọi người một cái nhìn khách quan, một nỗi oan mà người trong cuộc không thể tự giải. Nếu có ý kiến hay thông tin gì khác, dù là ủng hộ hay phản bác, hãy để lại nhận xét dưới phần bình luận. Đừng quên đăng ký kênh để liên tục cập nhật những góc nhìn đa chiều từ lịch sử hải ngoại.